Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một cái bẫy ông chính răng ra cho quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Vào ngày 13 tháng 9, trang tin thông tin của chính phủ có đăng một status với nội dung như sau: ai không làm thì đứng sang một bên, cho người khác làm. Cương quyết, dứt khoát, không vì thủ tục hành chính, vì vướng mắc quy định, vì thiếu trách nhiệm mà để thiếu thuốc, thiếu sinh phẩm, vật tư y tế kéo dài. Ai làm sai thì phải xử lý kỷ luật, nhưng không để vì xử lý kỷ luật mà để ảnh hưởng đến việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Ai không làm thì đứng sang một bên, cho người khác làm. Nếu việc mua sắm đồng đỉnh thì không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân tính bằng giờ, bằng phút, ông Thủ tướng nói. Đây là hình ảnh ông đương kim Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phán một câu xanh dờn như thế. Đấy chính là nội dung mà sáng ngày 13 tháng 9, chính Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của ban chỉ đạo. Tham gia phiên họp này có nhiều nhân vật rất quan trọng trong chính phủ của ban tuyên giáo như Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo của Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cơ quan tại Trung ương. Điều đáng nói là kỳ họp này còn có các lãnh đạo các địa phương tham dự phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm đầu 63 tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương, thì biết tầm quan trọng của cuộc họp này nó như thế nào. Đáng nói là tại cuộc họp, ông Phạm Minh Chính tập trung nói nhiều về ngành y tế. Ông Thủ tướng nói Bộ Y tế cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và đấu thầu, mua sắm, nhất là về đấu thầu, mua sắm tập trung, sửa đổi ngay các thông tư để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm. Đồng thời, cương quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của chính phủ. Ông Thủ tướng phát biểu trước trưởng ban tuyên giáo Trung ương thì xem như là tự đưa vào thế, vì trưởng ban tuyên giáo Trung ương chính là tai mắt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu làm việc không nghiêm túc thì rất dễ bị dính bẫy, và vì thế có thể nói sau cuộc họp này ông Phạm Minh Chính buộc phải ép bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phải hoàn thành cho được nhiệm vụ của mình. Những vấn đề dưới thời ông Nguyễn Thanh Long để lại, bà Lan đã hốt quẳng trong Thủ tướng xử lý, thì bây giờ đã đến lúc bà quyền Bộ trưởng phải tự tay xử lý tiếp. Bộ Y tế là bộ được xem là nơi nghiền nát rất nhiều quan chức cấp bộ trưởng và thứ trưởng. Bà Đào Hồng Lan là một người đứng đầu một bộ rắc rối nhất hiện nay, mà bà thì lại hoàn toàn không có chuyên môn gì về ngành y cả. Nhiều người cũng đang đợi xem bà Đào Hồng Lan sẽ xử lý đống bùi nhùi này như thế nào trong thời gian tới, trước việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm triệu người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam. Nhiệm vụ này là rất khó, nó không khác gì cái bẫy đang răng ra cho bà quyền Bộ trưởng bởi vấn đề phức tạp của nó. Mà giả sử nếu bà Đào Hồng Lan không hoàn thành nhiệm vụ thì khó mà ông Thủ tướng bỏ qua, bởi vì cuộc họp này có tai có mắt của ông Tổng Bí thư đã cho người ngồi giám sát. Chính trường Việt Nam hiện nay cũng rất khó lường. Không biết ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu bà Lan vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế là ưu ái cho bà Lan hay lại là vùi dập bà Lan thì chưa ai biết được. Tuy nhiên có người nhận định rằng dường như phụ nữ thì ít bị triệt hạ hơn là nam giới đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Xét về vấn đề nghiêm trọng thì sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không thể nhẹ hơn sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long. Vậy mà Nguyễn Thanh Long thì vào tù, còn bà Tiến thì không sao cả. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan tại cuộc họp. Hiện nay ngành y tế và ngành giáo dục là hai vấn đề có nhiều sự bất cập nhất. Nó liên quan mật thiết đến đời sống của người dân cả nước. Và hàng ngày trên mặt báo thì đầy rẫy những vấn đề về tình hình bệnh viện, nạn lập phòng bạch chui, gây chết người, gây ra. Nếu không dẹp được những vấn nạn này thì e rằng sự nghiệp chính trị của bà Đào Hồng Lan khó mà tiến xa cho được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phúc Châu Đảo, chính lao đào, Huệ âm mưu hạ ông Tổng.
Lâu nay, Vương Đình Huệ vẫn trung thành với cách làm chính trị là quan sát nhiều hơn thực hiện. Cái khôn của Huệ là nhờ thế lực mạnh che chở và cú tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc các đối thủ kiệt sức hoặc ngã ngựa thì ông ta ung dung tiến lên mà không tốn chút sức lực nào. Là cặp đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ cứ ngồi yên để cho Nguyễn Bá Thanh chiến đấu. Khi Nguyễn Bá Thanh bị hạ đo ván phải bỏ mạng vì một căn bệnh hết sức bí hiểm, thì ông Huệ trở thành đệ tử ruột số 1 của ông Tổng Trọng thay cho Nguyễn Bá Thanh. Trước hội nghị trung ương lần thứ 5 hiện nay cận kề hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp khai mạc, ông Vương Đình Huệ vẫn cứ cách làm chính trị y như vậy. Ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính đang phải chiến đấu cật lực để chống lại những cáo buộc nhắm vào bản thân, thì ông Vương Đình Huệ cứ ung dung tự tại. Không biết cách làm chính trị như vậy có đưa ông Huệ đến với chiếc ghế Tổng Bí thư hay không thì cũng phải chờ thời gian mới biết được. Mặc dù vậy, cách làm này cho thấy ông Vương Đình Huệ đang rất khôn khéo so với hai đối thủ còn lại. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì đang rất khó khăn trong nhóm tam trụ Phúc Chính Huệ. Vợ Nguyễn Xuân Phúc được xem là bà giấu mặt trong vụ đại án Việt Á. Đó là một bà trùm. Tô Lâm đang muốn nhảy vào để chiếm chiếc ghế Chủ tịch nước ở giữa nhiệm kỳ này, và cơ bản là ông Tô Lâm đang được ông Tổng Bí thư hậu thuẫn. Hơn nữa, ông Tô Lâm hiện nay đang nắm những cuộc gọi đi gọi lại từ nhiều số điện thoại của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, và một số bí ẩn bị cho là xuất phát từ bà Trần Thị Nguyệt Thu. Ngoài ra còn có dự án chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phúc chỉ đang ở thế chống đỡ, mà chống đỡ được đã là một thành công lớn, chứ chưa có khả năng tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư là xem như ngoài khả năng của mình. Ông Phạm Minh Chính thì cũng đang lao đao vì bê bối, mà đặc biệt là vụ buôn bán vũ khí có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bắt được bà Nhàn thì xem như sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính sẽ sụp đổ. Không ai không biết ông Tô Lâm là chuyên gia bắt cóc. Nếu Tô Lâm mà đánh hơi được nơi ở của bà Nhàn thì cán cân quyền lực sẽ nghiêng hẳn về liên minh Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trật tự trong tứ trụ lẽ ra được sắp đặt lại từ hội nghị trung ương lần thứ 5, nhưng cuối cùng không có xáo trộn gì. Người ta hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bị thay thế thì ông vẫn sừng sững ngồi đó. Thậm chí sau hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Trọng cho bắt ngay và luôn hai ủy viên trung ương đảng tầm cỡ, đó là ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, ông Tổng Bí thư đang gặp sóng ngầm nhắm vào ông. Và sóng ngầm đó xuất hiện từ trước hội nghị trung ương 5 nhưng ông vẫn vững. Hiện ông Trọng đang chạm hai ủy viên trung ương đảng sau khi ông trụ lại được, cho thấy ông Trọng đang cố chứng tỏ ông còn mạnh lắm. Mà ông đang cố chứng tỏ sức mạnh thì theo ý kiến của một số người đánh giá là ông đang gặp sóng ngầm thực sự. Như vậy thì với tình thế hiện nay thì ghế của ông Phúc trao đảo mạnh. Phạm Minh Chính thì cũng lao đao vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Còn lại ông Vương Đình Huệ xem như vẫn an toàn nhất. Mặc dù việc ông Vương Đình Huệ để lộ đứa con gái ăn học tại Mỹ là một điểm đen tốn kém hàng trăm ngàn đô la, nhưng xem ra điểm đen này cũng không lớn lắm trong đảng. Vậy vấn đề của ông Huệ hiện nay là gì? Đó là câu hỏi dư luận đang đặt ra. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vấn đề của ông Huệ hiện nay là muốn ông Trọng nhường ngôi càng sớm càng tốt, mặc dù ông Huệ đang là đệ ruột của ông Tổng. Và nguyên nhân vì sao lại như vậy? Là vì để tránh đêm dài lắm mộng. Bởi như Thời báo.de đã phân tích ý kiến của một số nhà phân tích rằng ông Tổng là người rất khó lường, là đệ tử nhưng biến thành kẻ thù rất nhanh chóng. Cũng có thông tin cho rằng ông Huệ đã từng âm thầm cấu kết với hai trụ còn lại để ép ông Tổng rời chiếc ghế bất thành. Tuy hiện tại vẫn là đệ tử của ông Tổng nhưng rất dễ bị ông Tổng lật kèo bất cứ lúc nào, và trong chính trị không thể tin ai tuyệt đối được. Đó là nguyên tắc sống còn. Và với tham vọng không đổi, việc ông Huệ đang tìm cách làm ông Tổng phải rút để ông hưởng lợi là có cơ sở.